Xin chào các bác nhá. Sau đây em tiến hành test cho anh Mừng ở Hoài Đức, Hà Nội. Cái cặp X9A anh đã đặt bên em. Sau đây em tiến hành test bàn giao cho anh nhá. Hôm qua chủ nhật thì bên em không gửi được, thì hôm nay mới gửi được anh nhá. Hôm nay thứ hai đầu tuần sẽ gửi. Đây, con này là con X9A anh nhá. Để em sẽ test từng chiếc một anh nhá, xong một chiếc này mới chiếc đến chiếc còn lại. Mời các bác cùng em và anh Mừng nghe thử nhá. Ok anh nhá, một trước này. Tiếp tục em sẽ test trước còn lại này. Dạ vâng nhá, thì vừa rồi em đã test bàn giao xong cho anh cái cặp X9A này. Cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm ở bên em. Chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe anh nhá. Đấy, và anh sẽ có cái trải nghiệm thật là thú vị bên cái sản phẩm bên em nhá. Con này mã của nó là 5360764090 anh nhá. 5360764090. Để anh nhận hàng thì anh check cho em đúng cái số series của nó nhá. 5360764090. Đấy. Đấy là số series nha, cứ kiểm tra cho em đúng số series được nha. Em xin chào các bác và chào anh nha.